Các bạn có thể mua hàng PUBG Mobile tại tubg.com nha. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ đi kiếm cây hoa anh đào nha. Và hôm nay mình đi team 4 để có thể tưới cây cho nó nở ra rất là to, rất là đẹp luôn. Chứ đi một mình thì nó không đẹp anh em ạ. Lia này. Không có ai luôn. Ồ, trận này chán thế nhở. Lia rồi. Được bay xa lúc nào cũng Lia. Trận lúc nãy vui mới là trưởng. Đi xuống kiểu gì cũng có mấy con bot rồi nha. Giết bot không có gì vui. Chúng ta không nên làm vậy. Thế là để em ăn hết cho. Hợp lý không? Cứt đi. Hợp lý. Quá là hợp lý luôn. Đâu? Như mày không tao đầy. Em có 2 quả rồi. Cho anh xin trứng đi. Đây. Ơi hả? Dụng trứng với. Đâu rồi? Đây mà. À tao cũng có trứng nhá. Sao trứng nhiều ấy? 2 quả trong này luôn. Lại có nhà được 2 quả luôn. Trứng phục sinh này. Dùng để làm gì? Drop. Đổi khi sự kiện ngoài ấy. Dùng để đổi sự kiện này. Ờ. M762 sao không ai bắn thế này? Biết ngay kiểu gì có bot. Mấy anh nhìn cái tay cầm màu hồng nhìn cứ tưởng cái vợ le gan. Cứ tưởng người gơ bot chờ đồ xịn vãi. Đẹp phát cả trường á. Bot dạo này đồ đẹp mà đồ. Bên đẹp server này ping của mày bao nhiêu hả anh? Server nào? Làm gì có... vẫn là châu Á đây. Sao ping bên ở 72 vừa lên hơn 100. Vẫn bắn châu Á đấy. Nó chẳng qua chỉ khác bản khác bản vô thôi. Let's go. Phải bật mic lên nói với nó chứ. Ô cây đẹp ghê. Nam ra đây cho xem này. Ui cây đẹp vách cả trưởng này. Nằm giữa cái đảo. Trời ơi ông Nam là chiếc xe kìa. Từ từ để cho mọi người ra đông đủ đi. Không chụp ảnh nhỉ? Từ từ, lát tưới chụp ảnh nó mới hăng. Có một cái flare gun hướng 355 kìa. Nhưng mà kệ đi. Tầm này flare gun không còn quan trọng. Chúng ta chơi hoa đó. Chơi hoa không? Ủa thằng số 3 đâu? Bảo thằng số 3 đi theo mình đi. Không cần đâu, 3 người cây đủ xung xoe. 1, 2, 3 là ấn này. Vãi cả nồi ạ. Đéo có gì. Đéo có gì cả. Nhìn lên cây kìa Nam. Nhìn lên cây kìa Nam. Nhìn lên cây kìa Nam. Đẹp nhô. Ừ. Nay mới được tưới cái này luôn á. Đẹp vãi cả trường. Wow. Let's go. Thằng nào đủ nó đá xe cái này. Đẹp quá. Muốn ngồi đây thôi, không đi bắn nhau nữa. Nhanh nhạc lãng mạn nhỉ. Ừ. Công ty trên cầu nó cho ba bên cao vào đầu ba thằng. Không chết như này mà người này ạ. Ờ. Hòm xác nằm bên cây hoa anh đào. Bồi quanh cây. Cái thằng đồng đội mình chắc có đang thất vọng lắm. Nó bảo giờ đấy là sao gặp bọn điên. Nó chạy đến này, nó chạy đến này. Thằng này nó bị lag. Nó đang chụp hình. Ủa? Nó thúc biến đến đây rồi. Vãi cả mũ hai. Đừng có phá đám cái khoảnh khắc của bọn tao. Tới rồi, nó tới rồi. Ui, nó lại nở thêm này. Đâu? Đây, nó nở thêm này. Ồ. Oh. Wow. Wow. Đẹp nhiều. Ngoài đời, hoa anh đào là đẹp.
rồi vào đây nó đẹp hơn. Đẹp quá, đi đi giết người thì đẹp hơn nhiều. Từ từ anh chụp một kiểu nghệ thuật đấy. Ông này còn chụp ảnh lâu hơn cả mình hiểu không? Nó hiểu kiểu gì? Đi ra. Quay đi. Tôi phải đứng lui rồi. Rồi chưa? Em được chưa? Okay. Quay mặt về hướng của anh nào, nhanh nào. Đây. Ok. Được chưa? Tao bấm nhầm khóa máy rồi. Thua. Ok, thua. Ba nào. Rồi. Rồi, được rồi, đi thôi. Từ. À thôi, được rồi, đi thôi. Đi. Đây, chụp chỗ đây, phải chụp đi anh em, bọn anh nghiêng đầu vào chỗ mày. Đâu? Mày đứng vào giữa đi, Rồi quay mặt ra ngoài, xong một tí vuốt quanh ngược lại ấy. Rồi. Có thấy mặt em không? Mày tự quay mà nhìn đi, anh biết là mày được, mày chụp đi. Từ đây này. Đâu rồi? Rồi, ok. Như vậy lúc chụp phải đếm 2, 3. 2. Thằng kia không biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Nó chửi anh em mình. Đầu kia có tiếng tiếng súng kìa. Phòng bot. Có người đang chạy kìa, Người nha, nhảy. Cái kiểu nấp nó sau đá. Ngó kìa, kinh quá. 150 thấy chưa anh, thấy chưa? Em bình nhau. Anh thấy rồi này. Ui, có ca, bên phải, có ca bên trái lần luôn. Ca bên trái chứ. Bên trái. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Có thấy binh đâu. Ôi, bên phải bắn nữa kìa. Trong ấy kìa. Đã thấy rồi này. Ông ơi, anh không có máu. Nó nhìn thấy em này. Có hai thằng ở trong rui ấy. Nóc 1 này. Anh đâu đâu? Nóc 1 ở phía xa. Còn thằng K thì chưa nóc được. Enemies ahead. Rồi bắn đâu nhỉ? Tôi đã bắn một thằng trên cao, một thằng bên dưới. Gốc đá hướng 200 của em này. Nó chạy ra sau cứu được thằng kia rồi kìa. Sao nó chạy vòng được ra sau cứu thằng kia rồi kìa. Tiếc thật. Bọn trong rui bắn thốn quá. Vòng ra sau này bắt bọn bên này ra đi. Đây đang đi đây. Bắt bên nào, bắt bên đấy đi. Bên sau, bên trong rui vẫn bắn kìa. Bên trong rui vẫn bắn. Đau thế.
Này. Ơ cái gì này? Ôi cả nồi ạ. Ui trên thính đông kìa. Anh. Trong nhà đây vẫn còn một thằng nó. Ui ở nơi đẩy láo rồi. Ui. Nó trốn góc tường, góc tường, góc tường. Nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa. Hay, 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 hay. Ôi, mình nghe nó sột soạt bên này, cứ tưởng là nó núp trong phòng này. Mày, anh vừa bảo là trong nhà vẫn còn một thằng kìa. Ờ, hai thằng mà, biết hai thằng mà. Khiếp thật, các anh nằm cò ơi. Dã man. Đây này. Các thanh niên nằm, nó nằm cỏ xong nó còn ném bom nữa chứ. Sợ thật. Đồng đội có hồi sinh không? Không hồi sinh. Sáng nay mưa anh có phải đang buồn, người giống như ai đừng buồn nữa nhé. Oanh oanh có đồng đội xinh tự tin chiến thắng.